Ok luôn anh em, rất vui gặp lại anh em trên kênh Game Today. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái thú vị hay ho trong trò Auto Chess Mobile anh em nhé. Giới thiệu khá là văn mẫu phết. Game dạo này không biết là học ở đâu ra kiểu giới thiệu đấy nhỉ anh em nhỉ. Rồi, anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh nha anh em nhá, để xem những clip hay ho của tôi. Còn anh em nào mà đã đăng ký rồi thì anh em nhớ tiếp tục là đăng ký ủng hộ nha. Anh em đừng có ấn unsub. Nha anh em nhá, đừng unsub, sợ lắm, sợ anh em unsub lắm. Hôm nay này tôi kể cho anh em một cái câu chuyện rất là buồn cười. Đấy là hôm nay anh em biết là tôi ra cái clip Greater đúng không? À không phải Greater mà nó là con Dominator kết hợp với cả bốn gót. Đúng không? Bốn gót, Dominator và sáu đỏ. Đấy. Sau đó thì tôi có chơi, sau đó tôi up clip lên. Sau đó thì anh em gọi là có khá là nhiều anh em coi như là chơi và làm thử theo, làm thử theo. Thì có những anh em lâu rồi thì tôi không nói, đăng ký lâu rồi thì chắc là cũng thừa biết là cái clip đấy nó là cái clip biểu diễn. Nó gọi là thế nào? Nó gọi là biểu diễn nghệ thuật thôi anh em. Nhá, trình diễn nghệ thuật thôi, múa thôi anh em. Múa thôi. Múa gọi là thử thách bản thân xem mà trình độ của mình nó như nào, trình độ của mình như nào, chơi được những cái bộ nó khó như nào đấy. Nâng cao trải nghiệm của anh em, cho anh em trải nghiệm xem là cái bộ đấy nó kết hợp với cái con đó thì nó có cái gì hay ho không. Chứ tôi có nói với anh em là cái bộ đấy nó dễ leo rank đâu. Khổ, thế mà mấy ông cứ vào rank ông chơi xong ông tụt rank ông lại nhắn tin cho tôi, ông bảo là cái bộ đấy nó yếu, với là cái bộ đấy là nó không chơi được, đừng ra clip nữa. Dã man. Đấy, thế nhớ nhá, xem thì phải nhớ là những cái gì mà tôi nói ở trong clip là tôi có nói, tôi khuyến cáo rất rõ ràng. Đấy, cái bộ nào là nó chơi rank, nó chơi được, ổn áp, chơi rank mà leo rank dễ, chơi dễ xây dựng đội hình, dễ chơi. Cái bộ nào thì nó khó chơi, nó không chơi được đâu, anh em đừng có làm theo. Anh em làm theo là hư người đấy, tôi có nhắc mà. Đấy là do anh em tua mẹ đến cuối cùng, anh em xem cái gì. Nói thật đi, ui giời ơi. Mà tôi cũng nói luôn, anh em đéo chơi đâu. Nếu mà anh em chơi được thì anh em còn xem clip của tôi làm cái gì nữa. Trình độ nó phải như nào nó mới chơi để biểu diễn cho anh em xem được chứ. Anh em chơi dễ như thế á? Không, không dễ đâu anh em. Khó đấy. Nhất là những cái giai đoạn xây dựng đầu game và giữa game ấy, để làm sao giữ máu, sống sót được đến late game. Tôi không nói đến cái late game mà xếp bài counter solo 1v1 thì không nói. Nhưng mà đến cái để mà được như thế để xây dựng ấy, thì nó là cả vấn đề anh em ạ. Đấy, anh em cứ chơi đi nhá, chơi đi, trải nghiệm đi. Đấy, anh em càng trải nghiệm anh em lại càng thích xem tôi hơn. Anh em xem vì anh không làm được, anh em phải xem. Anh em làm được thì anh em không xem đâu, nhưng anh em không làm được thì anh em lại thích xem. Nhờ anh em cứ thử đi. Thôi nhá, thế thì bây giờ tôi xin nhắc lại lần nữa ở ngay đầu cái clip này để cho anh em không có lan man ở giữa clip tôi mới nhắc, anh em đã không biết. Thì đấy, tôi nói luôn nhá, là cái trận nào mà tôi bảo là tôi chơi được ý, là tôi chơi để leo rank. Còn cái trận nào mà tôi bảo là khó lắm, tôi thử thách bản thân thôi, thử xem nó như nào đi. Cái đừng có chơi theo anh em nhá. Dã man các ông. Nhất là các ông mới đăng ký, sợ lắm. Đấy, cứ thế thôi, đăng ký đã mới đăng ký rồi lại còn xem nơi kiểu là làm một phát đội hình cuối game. Cứ tưởng là clip nào tôi ra cũng là kiểu dạng như là tiết lộ bí kíp thứ gì không nha anh em nhá. Trận này thì xem là tôi chơi gì tôi cũng chưa biết. Greater à? Có phải Greater không nhở? Đồ này thì vẫn không giống như là đồ Greater làm đâu. Rất có thể là sẽ là ẹp đấy. Feather à? Ok ok, cứ sang xem nhở, có cái gì mà sang soi nhở, không hiểu kiểu gì luôn, soi liên tục ạ. Mới đầu game người ta còn đang ở bét bảng đây mà sang soi, không hiểu kiểu gì. Đồ này thì có thể chơi ẹp được. Ổn không? Chơi gì nhỉ? Hai con súng này thì F Hunter rồi còn gì nữa. Anh em còn nhớ cái bộ mà tôi bảo là cái bộ tuấn cơ không? Cái bộ mà nó đặt bằng cái tên của tôi anh em. Dã man, 3 Hunter kết hợp với 6 F anh em ạ. 3 Hunter kết hợp với 6 F. Đầu game nó chuyển dần. Trận này có Silent Assassin này, 3 Hunter 6 F xong chuyển sang 6 F 3 Assassin. Có phải không? Hay là Greater? Hay là Greater nhỉ? Greater bây giờ thì anh em thấy là nó cũng sẽ không mạnh bằng cái thời điểm trước update đâu.
Nó giảm cái khả năng chói đi 0,5 giây mà cuối cùng là cái bộ này nó yếu hẳn đi. Theo tôi đánh giá là nó sẽ yếu hơn. Bởi vì tôi thấy không ai chơi. Mua con orc đi. Vào rank ít người chơi lắm, bây giờ toàn xuyên thôi, toàn thấy chơi xuyên thôi. 6 xuyên nhưng ít người chơi Greater. Greater này nó cũng có một cái hay. Nó có một cái hay đấy là nó không bị cái con ảo ảnh phẫn nộ ấy. Nó stun, nó không bị stun. Ví dụ như bị bắt co thì cái con co của Greater nó sẽ không bị stun và nó vẫn có thể đấm được. Cũng được nhỉ, cũng hay phết. Greater chính ra là cũng là không sợ Aegis lắm đâu. Late game mà ví dụ như có Squire thì khả năng là chơi được, nhưng mà trận này không có Squire. Rất tiếc là trận này không có Squire. Có Squire nó lock lên thì nói chung là cũng thoải mái chơi với Aegis thôi. Nhưng mà để xem cái trận này chơi với cái gì, chơi với cái bộ ẹp thì cũng nói chung là cũng ngon đấy. Sailing cuối game 3 sát thủ, 6 ẹp 3 sát thủ. 6 ẹp 3 sát thủ kẹp linh tinh 5 tiền vào. 6 ẹp 3 sát thủ ở level 7 đúng không? Tức là còn kẹp được 3 con 5 tiền cơ mà. Thoải mái luôn. Có ca lông rồi kẹp được cả con gì nhỉ? Con Omen cũng ngon. Kẹp Warlock các kiểu vào cũng được. Bây giờ mà ra cái con hổ 2 sao ấy, con cọp 2 sao ấy chắc chắn là nó sẽ là ẹp rồi. Ừ. Hay Greater luôn nhỉ. Greater cung đen. Greater cung đen cũng được. Ừ, Greater cung đen cũng khỏe đấy nhá. Trận này chắc tôi không chơi con ốc. Trận này tôi không chơi con ốc. Nếu mà chơi Greater sẽ chơi bắn xa thôi. Co bắn xa bởi vì là ghép đồ rồi. Ghép cái bắn lan rồi. Ghép cái bắn hai tia rồi mà bây giờ mà lại cho ốc nữa thì phí cái hai tia lắm anh em ạ. Nên là thôi, dồn đồ cho một con thôi, dồn đồ cho một con thôi. Chúng ta không có dồn, có lấy đồ lan man dồn cho nhiều con. Lấy một con thôi. Con này thì thôi, không phải mua, từ từ đã. Ra bây giờ phải ra con hổ 2 sao, con hổ 2 sao hoặc là thêm con hổ nữa thì mới xác định là chơi ẹp anh em ạ. Thỏ thì lúc nào lấy cũng được, cứ từ từ đã anh em. Nói thế thôi chứ ẹp nó cũng không ra nhiều đâu. Vẫn chưa thấy ẹp. Ở đây phe giờ ở đây vẫn mới chỉ là ra được thêm một con thỏ thì không ăn thua anh em ạ. Thêm con cây này, thêm con cây 3 tiền này. Đấy, thêm con cọp 2 sao thì còn xác định chơi. Chứ còn bây giờ đang Greater này đang mạnh hơn. Greater đang mạnh hơn. Có khả năng khống chế chói chân đối thủ, cũng như là cái bộ này thì nó có gây ra một cái lượng đam khá lớn vào giai đoạn đầu game. Thậm chí là đam của nó còn nhiều hơn là cái bọn Hunter, 3 Hunter cơ. 6 Hunter thì thua, chứ 3 Hunter thì chắc chắn là đam to hơn đấy. Greater đầu game này nó khỏe lắm, khống chế mạnh anh em ạ. Đấy, cứ đưa thế này thôi, đứng bắn thôi mà. Khỏe chưa? Phải đấy chứ. Ui giời. Súng 2 này. Ôi thế thì cũng chưa biết là như nào đây. Greater súng à. Ôi cái con súng này tôi chưa bao giờ tôi chơi cùng cái bộ Greater cả. Tôi cũng chưa biết là chơi nó như nào anh em ạ. Súng với Greater thì nó có mạnh không nhở. Tôi không nghĩ là tôi chơi con súng này đâu. Thôi rồi, tính sau anh em ạ. Bây giờ xem là gặp thằng nào round 11. Cái cửa tàu. Vậy là sẽ gặp thằng Trung Quốc. Trung Quốc một chữ à? Trung Quốc một chữ. Trung Quốc một chữ. Ok. Thực ra thì cái con gì ấy, chơi cái con gì làm co ấy, thì cũng chưa biết. Tính sau anh em ạ. Bây giờ một con súng mà chả may nó lại ra một phát, hai con nữa thì chắc là tôi cũng có cái ý tưởng là chơi súng cửa Jeter đấy. Rồi. Cứ lấy cái bố xét. Ui được quá nhờ. Hay đấy. Greater thường ấy là nó chỉ có xoay quanh cái con ốc, con cung đen này, hoặc là cái con Agali. À sorry anh em, Light Bloodline thôi. Con Light Bloodline trong ba cái con này thì tôi hay chọn nhất nó là cái con ốc.
Nó mạnh nhất là con ốc rồi, rất là tín. Trong meta này ốc rất tín, còn những cái con khác thì đánh nó cũng gọi là lằng nhàng. Chơi súng thì chưa bao giờ thử, cũng chưa biết, hay là chuyện này chúng ta thử luôn nhỉ? Chúng ta thử chơi súng luôn đi. Ok. Chẳng may mà nó lại ra form bài đây là thôi thì đánh theo bài thôi, bài ra thì chơi thôi anh em, thử là như nào. Biết đâu con súng này nó lại mạnh, anh em lại có một bài mới để chơi. Ôi giời, hợp lý luôn anh em ạ. Thử em nhá. Bây giờ mà ví dụ ra thêm súng này, ra thêm súng và ra nhiều súng thì chơi luôn. Đấy, còn nếu mà không ý, thì tôi lại thử chơi cái con cung đen. Bởi vì có nhiều anh em là cũng chưa biết là cái con cung đen này nó mạnh đâu, chưa thử cái con cung đen đâu. Nhưng mà tôi phải khẳng định với anh em là chơi cái con cung đen trong bộ Glitter là nó hơi bị tín đấy. Thậm chí nó còn khỏe hơn là con ốc. Nếu mà đồ của nó là những cái đồ mà nó là toàn đam, toàn đam và tốc đánh thì nó sẽ rất khỏe. Đấy, con ốc nhiều khi là vẫn phải lấy đồ phòng thủ nữa anh em ạ. Ốc nhiều khi là chúng ta còn phải lấy những cái đồ mà nó bảo vệ con ốc, bởi vì con ốc nó đánh gần. Con ốc nó đánh gần nên nhiều khi là vẫn phải có những cái món đồ phòng thủ để đề phòng các cái trường hợp mà bị bớ vào và chưa kịp tăng tốc đánh. Đấy, con ốc nó phải mất một khoảng thời gian mới tăng được tốc đánh lên thì nó mới khỏe. Còn cái con cung đen là vào cái là tốc của nó đã gọi là khá khá rồi, kèm theo đấy là nó có cái lượng đam nó to hơn con ốc. Chính vì thế là nó kết liễu những cái con áp sát nó nhanh lắm anh em ạ. À, tôi hy vọng là sẽ có một trận đấu mà tôi làm cái con cung đen cho anh em xem. Tôi chưa làm đâu. À, tôi vẫn chưa có một cái trận Glitter nào mà chơi cái con cung đen này cả. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ làm. Ví dụ như cái trận này là có thể là đang form về dần là cái bộ cung đen này. Mà nếu mà bây giờ mà ra cung đen là tiếp tục là sẽ up cung đen lên 2 sao, sau đó thì bán súng thì thôi anh em ạ. Nhá, thế thôi. Chúng ta cứ chốt kèo là như thế. Còn nếu mà súng bây giờ mà nó ra tiếp thì tôi lại chơi con súng. Ok. Về căn bản là cái con súng này nó bị mất cái khoảng thời gian mà lúc mà nó bắn ấy, nó đang bắn ấy anh em. Xong mất khoảng thời gian mà lúc mà nó dừng lại để nó tung trưởng ấy thì nó lại delay quá, nó phải ngắm một lúc nó mới bắn, nó khá mất nhiều thời gian. Đây anh em để ý này. Đấy, đúng không? Nó lại phải dừng lại, nó bắn mất khoảng 2 giây dừng lại bắn, dừng lại tung trưởng xong rồi bắn tiếp được. Chính vì thế những cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian sơ hở của cái con súng này, sẽ dẫn tới là những cái con mà nó bớ vào con súng này thì nó sẽ có một khoảng thời gian nó súng nó không bắn được và nó sẽ không trói được trong cái khoảng thời gian đó, khá nguy hiểm. Chính vì thế là chúng ta sẽ cân nhắc xem là có lên chơi con súng không nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là không mạnh đâu, con súng này nó sẽ không mạnh bằng con cung đen hoặc là con ốc, theo tôi đánh giá là thế. Trải nghiệm thì cũng chưa có trải nghiệm nên hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm thử em nhá. Chúng ta trải nghiệm thử coi con súng này đi, xem nó có chơi được không. Đấy, không lại bảo là bốc phét, bố chưa bao giờ chơi, tự nhiên cứ lên sóng nói linh ta linh tinh liên ta liên thiên bốc phét, thực ra chưa chơi thì bây giờ tôi cũng nói luôn là tôi chưa chơi, bây giờ tôi chơi nhá, chơi thử em là như nào. Đấy, tí nữa mà ví dụ như là ra tiếp thì chơi thôi. Ok. Ổn rồi. Ui giời, hay quá nhờ, Glitter Dominator úp lồng quả quá được luôn. Ây da, đẩy còn nhiều máu luôn cơ. Được đấy. Nhưng mà cái bộ này nói chung là cũng khó chịu thật anh em ạ. Tôi thấy rất nhiều người là tỏ ra là khó chịu với cả cái lineup này. Rất khó chịu khi mà có đối thủ đẩy khoảng 20 đến 25 máu mỗi round. Thực sự là ai cũng khó chịu thôi. Tôi mà gặp thằng khác chưa gửi thơ tôi phải nói thật với anh em là tôi cũng chửi bỏ mẹ nó ra chứ đừng có nói. Bây giờ có những người khác gặp tôi cũng bị thế thôi anh em. Thôi nhá, chúng ta có bị tí nữa có bị ai đấy chửi thì chắc là cũng phải chịu thôi chứ biết làm nào nhá. Rồi, con ốc không chơi nha anh em nhá. Con ốc thì chúng ta không chơi, chúng ta không chơi con ốc. Còn đồ này thì sẽ là cung đen hoặc là light blade light hoặc là súng đó, chưa biết. Nhưng mà tôi trong cái trận đấu này thì tôi vẫn đang hướng tới là cái con súng, hướng tới con súng. Ui, sắp ra bò, đồ này thì đất cần. À, nó lại ra con này hay sao à? Thế thì chắc là bỏ light blade light. Đây là hai hẹp rồi anh em ạ. Đưa cho Light Blade Light vào thì nó sẽ bị dính hẹp. Light Blade Light vẫn chưa lên 2 sao. Chốt thôi. Chốt rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ không chơi Light Blade Light ở trong cái trận đấu này. Đấy, trong cái trận đấu này chắc là không chơi Light Blade Light rồi.
đây nó là một cái nó hơi khẳng định đấy, nó gọi là dấu hiệu tín hiệu anh em ạ. Game nó cho chúng ta một cái tín hiệu là chúng ta sẽ phải chơi là con cung và sẽ phải chơi là con ẹp, chính vì thế nên chúng ta sẽ bỏ hai con thuộc cái hệ cung ra anh em ạ. Chúng ta sẽ không chơi được Skull Hunter trong trận này đâu, bởi vì vướng rồi, vướng con cung. Lên được 2 sao rồi chơi luôn nhá anh em nhá, không có chờ đợi, không có gọi là đổi trác gì nữa. Tí nữa tôi đưa cái hàng này lên 3 sao luôn, chứ tôi không có, tí nữa không có ra Skull đâu, tôi lại cho vào, tôi lại đổi con wing ra thì thôi nhá anh em nhá. Tôi không có kiểu chơi như thế, tôi kiểu chơi của tôi nó là cứ bài ui ra này, nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi. Kệ nó thôi, mặc dù là có thể nó sẽ lên được 2 sao sau đó thì tôi cảm thấy tiếc ấy, nhưng mà tôi cũng đéo tiếc lắm đâu anh em. Lấy cái đồ gì đây, lấy cái găng tay Kira này thì nó sẽ bị mất máu theo dây đấy, mặc dù là nó có hút máu nhưng mà thôi không lên. Lấy cái BKB đi anh em ạ, kháng phép phát cho nó chắc kèo. Rồi, còn những cái thằng nào chưa gặp nào? Kiểm tra tính trước để còn biết đường một cao tơ. Chuyện này có vẻ khá nhiều đằng xanh. Đang hỏi chấm chưa gặp. Hỏi chấm một chữ Trung Quốc. Eric. Một chữ Trung Quốc full Goblin rồi. Dã man đấy nhở, chắc thua. Ăn thì đéo được nhở. Eric chơi Clyde thì vẫn có cửa ăn được. Cùng là 7 con thôi mà, 7 đấm 7 thì vẫn chơi được. Ok, vẫn có thể giữ được cái chuỗi này. Trung Quốc một chữ, mà gặp Trung Quốc một chữ sớm thì chắc cũng mất chuỗi. Về căn bản là cái thằng kia nó Goblin thì bộ này nó lại không có đam mà xuyên giáp Goblin. Mặc dù tôi cũng đã phải vứt con Wing vào để có thêm đam rồi đấy. Agali của Lai chắc trận lại phải chơi. Nếu không thì không có đam cho cái bọn Goblin kia. Ui, mà cây chưa lên được 3 này. Lại ra súng rồi kìa. Ố, con cung đen bây giờ vẫn chưa lên được 2 sao. Hay chơi súng nhở? Chưa biết được anh em ạ. Từ từ đã, súng này thì bây giờ tôi cảm thấy là nó hơi đuối. Ui, gặp cái thằng này thì chắc mất chuỗi rồi. Thằng này to lắm, chưa có đam xuyên cái giáp này anh em ạ. Muốn chơi được thằng này chắc phải combo Doom với cả Grim, hay là combo Doom với súng. Ủa tôi chết rồi. Ôi, đẩy nó còn nhiệt, đẩy nhiều máu cơ anh em. Mất cái chuỗi cho cái thằng counter thì họa rồi. Gặp ngay cái thằng, đây là cái thằng mà đội hình counter và tôi mà. Một con cây nữa. Một con quy giạt nữa cũng được. Một con quy giạt nữa cũng được. Ui, cung đen lên 2 này này. Gấu luôn. Vậy là cây lên được 3 sao. Ôi nhưng bây giờ chơi gì nhỉ? Cung đen hay súng đây? Cung đen hay súng thì là chắc là phải roll lên mấy cái lưỡi biết. Roll thêm cái nữa để biết chắc chắn là có đấy. Vẫn chưa biết. Vẫn chưa biết anh em ạ. Vậy là tôi vẫn chưa biết là tôi chơi cái khỉ gì đây. Con súng hay là con cung đen đây? Con cung đen nó ra ít quá. Cung đen bây giờ nó mới ra có 3 con thôi. Súng nó cũng ra cũng mới có 4 con. Cũng chưa biết được, phải rút mấy cái lũa để biết xem là chơi cái gì này. Rút mấy cái lũa anh em ạ. À bây giờ ra cái gì ra đi. Định hình rõ ràng nhá. Agali. Ok, Agali vào thay con này. Vẫn chưa biết. Vẫn chưa biết là chơi co là con gì anh em ạ. Ây à, đau đầu quá nhờ. Slot thì bây giờ nó không có nhiều để chúng ta, cái hàng chờ này chúng ta mua nhiều con đâu. Chắc là sẽ phải chọn một trong hai trong cái round tiếp theo thôi. Chắc là tôi sẽ chốt trong cái round 21. 21 bây giờ là ra thêm một con súng nữa thôi là chắc là tôi chốt là chơi súng luôn. Đấy, bây giờ mà ra thêm một cung đen thì tôi lại chơi cung đen nhá anh em nhá. Đấy, hứa với anh em luôn là round tiếp theo mà nó ra bất cứ một thêm một con gì nữa là tôi sẽ chơi con đấy. Đấy, còn tôi sẽ không cố đấm ăn xôi vào cái con cung đen này nữa. Và nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là ra cái con tiếp theo nó là con súng hay con cung đen. Chúng ta chơi luôn đi. Không phải xoắn nhá anh em nhá. Sao phải xoắn? Chơi luôn. Test cho anh em luôn. Ê, trứng này. Ok. Xem nào. Cung đen đi, cung đen đi. Tôi vẫn thích cung đen. Cung đen.
không có. Ui rồi ôi, thôi giải tán anh em ạ nhá, đúng như những gì tôi đã nói, hứa với anh em, thôi được rồi, không có tiếc, giải tán cũng đen luôn, không nói nhiều. Thế thì là súng ở đấy, súng ở đấy, chúng ta sẽ roll con súng này 3 sao ở level 7. Ok, sắp được rồi anh em ơi, chúng ta sẽ được trải nghiệm lần đầu tiên chơi Gladiator với cả con súng này xem là như nào. Ui lại gặp cái thằng này gặp sớm thế, thế lại bị nó đấm rồi. Thế này thì đấm nhiều máu lắm, nó thua anh em ạ. Con súng này bắn như gãy ghẻ. Bắn đéo mất máu luôn, mẹ quỷ. Bắn cái con Velom của nó không hề mất một giọt nào luôn. Cáu thật sự. Dominator lấy luôn. Rồi roll số 3 anh em ạ. Tầm này roll số 3 rồi. Để rồi, up luôn. Rồi up luôn. Up luôn. Slot ở trong cái bộ Gladiator là nhiều lắm, nên chúng ta phải up để chúng ta mới có slot để chúng ta tích bài ở phía dưới được. Đấy. Quả trứng này thì cứ từ từ. Chắc chắn là cái con súng này nó 2 tiền roll được 7 thì thế nào nó cũng lên 3 sao thôi anh em ạ. Quả trứng này thì từ từ để đập cho cái con gì thì tôi còn chưa rõ đâu. Có thể sẽ không phải đập cho con súng để lên 3 sao. Chúng ta sẽ đập thêm cho một con Gladiator 2 sao nữa. Nếu mà nó ra. Hoặc chúng ta sẽ đập cho con khác lên 3 sao. Ui ôi, chắc là round này bị Lai nó đẩy này. À đâu? Khá quá nhở, ăn được Lai luôn à? Ây da. Ây da. Mấy cái con rồng khác nó phát chết luôn cả ba con ạ. Ảo thế nhờ. Chứng tỏ là cái con súng này nó yếu máu anh em ạ. Nó đuối lắm. Súng này máu nó bé hơn cung đen. Khổ. Khạc một phát chết mẹ ba con luôn. Thế thì late game nó cũng chưa biết là như nào đâu. Khó đấy. Súng này có vẻ như là cũng không tín đâu anh em ơi. Không tín đâu. Trông có vẻ như là nếu mà bị bớ vào nó đập cho hai phát là cũng lên bảng đếm số luôn. Mỏng quá. Con súng này có khi máu nó còn mỏng hơn cả con cung đen ấy chứ. Mỏng hơn cung đen, mỏng hơn cả con ốc luôn. Chắc là máu con này nó chỉ so những cái loại mà bé máu nhất ở trong cái game này, chỉ so với con sát đao Devil may ra cùng hạng cân. Nhưng mà con này tầm này chắc là cũng bị ớ vào thì xác định là chết. Ui ôi, còn gặp cái bọn này. Tự bắn vào tự chết này. Tôi Tôi đầu hàng. Bắn tự chết luôn. Mẹ. Gặp cái bọn 9 Warrior. Vai, trận này có 9 Warrior. Bây giờ tôi mới để ý. Rồi chết tôi rồi. Nó đẩy cho một phát 20 máu luôn thế này. Rồi. Đúng luôn. Mẹ 20 máu. Dã man. Thôi chết rồi. Thế này thì phải sao Reaper gấp. Sao Reaper vào cho tôi. Rôn lên mấy cái nữa. Chết rồi, chật cái hàng chờ rồi, biết tính toán như thế nào đây. Ui, lại ra thêm này. Tú nhá. Cẩn thận, cẩn thận. Từ tốn, không luôn quá tay đâu. Tiền hết là không lên được súng 3 thì là súng hố đấy. Con sao Reaper sẽ là một cái lựa chọn ở trong cái trận đấu này, là có lẽ là sẽ phải chơi. 9 Warrior nó có khả năng là phản anh em ạ. Giáp phản của nó sẽ phản đòn trừ máu co. Phải có con hồi máu trong đội hình. Sao Reaper có khả năng hồi máu. Trong trận này là sẽ kết hợp với cả Agali, hai con có khả năng hồi máu là cũng được, cũng chơi được. Ok. Ui mẹ ơi. Một con súng nữa được không? Hai con súng nữa cơ. Đéo ổn, bây giờ không luôn nữa anh em ạ. Thôi chắc là phải từ từ đã, phải bán. Bây giờ bán con gì đây? Phân vân quá nhở. Thôi tôi nghĩ là sẽ bán con Reaper. Ok, bán con Reaper đi anh em ạ. Tôi nghĩ là đưa con Agali lên 3 sao cũng ok. Chúng ta sẽ phải đưa một con nữa lên 3 sao. Ngoài súng ra, Wing Ranger ra thì cái con Gladiator chắc chắn là sẽ Dominator thì sẽ không đưa lên
Dominator sẽ không đưa lên trên 3 sao đâu nha anh em nhá. Chúng ta chỉ đưa những cái con gây đam lên 3 sao thôi. Con khống chế thì để nhiều con cho nó khống chế mạnh. Càng nhiều khống chế càng mạnh. Rồi, ghép cái chén thánh cho nó chống sốc đam. Rồi cái này cũng ok này, cho cây để cho nó nhanh. Giảm cooldown của hệ đẻ đi. Cái món đồ cái lá đấy là khi mà cho anh em chưa biết là khi có những cái con đệ ấy, nó gọi đệ ra, khi những cái con đệ nó chết đi thì nó sẽ được giảm cái cooldown gọi đệ nha anh em nhá. Ok. Súng vẫn chưa lên được 3 anh em ạ. Mẹ round 26 rồi, luôn được 7 mà không lên được 3, đen vãi đái luôn. Chết tôi rồi, lại súng lừa rồi. Ôi ôi, mẹ bọn nó lên 10 hết rồi. Bây giờ mình vẫn còn ở level 7, co vẫn chưa lên được 3 sao này, cay chưa? Cay thật sự. Làm nào bây giờ nhỉ? Ego Seed, chuyện này cũng có cả Ego Seed luôn. Nhưng mà thằng Ego Seed này trông giống như kiểu gặp tôi là bắt đầu đi luôn này. Ôi giời, nghe nói meta Ego Seed à? Ego Seed thì vẫn có vẻ như là Gladiator nó khá là ok khi lấm Ego Seed đấy chứ. Trận này thậm chí là còn chưa có Squire đâu. Có đi luôn không? 19 máu chắc là không đi. Rồi nhưng mà đẩy thì cũng khá khá đấy. Dominator mua rồi. Dominator. Ok. Một con súng nữa. Một con nữa thôi. Mẹ ơi, hết đằng chờ rồi nhá. Ui, nhiều quá rồi bạn ơi. Luôn nhanh cái tay lên. Ui. Đây rồi. Tiếp nào. Hết tiền rồi bạn ơi, ra đi. Ui, đây rồi. Tôi cứ tưởng là sắp sửa có một cái cú mới tự hủy. Nhưng không anh em ơi, nó lên được hết. Ok, thế là chúng ta có một cái hàng chờ thoải mái ở đây rồi. Kèm theo đấy là chúng ta lên được thêm 2 con nữa 3 sao, 3 con nữa 3 sao luôn. Ui giời, 4 con 3 sao rồi anh em ơi. Thế thì nó lại cứ phải gọi là ổn áp luôn. Hay quá nhờ. Ổn quá. Ui, nhưng mà cái thằng này Ego Seed ra 7 rồi này. Càng 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 càng. Ui, đứa ăn thua rồi anh em ơi. Nhìn con 7 nó gạt kìa. Trời ơi, con 7 nó quẹt cho. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. 7 to quá. Mẹ chơi Ego Seed ra 7 rồi thì thôi chắc vô địch rồi bạn ơi. Xong rồi. Không ăn thua. Vẫn chưa ăn thua, con súng yếu thật đấy. Đấy, anh em thấy không? Anh em đã trải nghiệm được chưa? Đó, anh em nhìn thấy chưa? Cái con súng nó yếu vãi đái luôn. Không đáng để chơi cái con súng này trong bộ Gladiator đâu anh em ạ. Thôi tôi nghĩ là cái clip này lại là cái clip trải nghiệm rồi. Tôi muốn up lên 8 qua nhưng mà bây giờ đéo đủ tiền. Mẹ, vẫn thiếu. Ấn 3 phát lửa mới lên 8 được cơ. Ấn 3 phát lửa mới lên 8 được. Lại phải bán cờ đi à. Thôi được. Ui rồi ôi. Thế này thì trông có vẻ tí nữa là chả đấm được ai đâu anh em ạ. Con súng này nó yếu quá. Thôi bây giờ tăng sức mạnh, nó chả tăng được nữa rồi. Bây giờ chỉ có thể tăng sức mạnh bằng cái việc là xếp đội hình thôi. Xếp bài thôi anh em ạ. Xếp bài để nó tăng được sức mạnh. Chứ còn bây giờ tầm này thì nó lên 3 sao. Đồ nó cũng gọi là mắc binh rồi đấy. Đồ này là đồ búa xếp 2 tia. Rồi thì mặt lạ hút máu trừ giáp các thứ là cũng binh lắm rồi chứ không yếu đâu. Chả qua là vì là cái con súng này nó yếu thôi anh em ơi. Nên là anh em mới thấy là nó khá là á đuổi ở trong cái trận đấu này. Trông á đuổi thật sự. Trông kìa. Nhưng con thua. Thấy không anh em ơi, thấy không? Nó bớ vào một cái nó vả cho 3-4 phát là chết rồi. Thậm chí là có những cái cú vả nó chỉ cần 2 phát thôi. Trong khi là súng 3 đấy nhá. Chết rồi, thật xong. Toàn trận này còn Ego Seed. Còn Ego Seed có 7 rồi anh em ạ. Còn Ego Seed có 7 và cái bọn tiếp theo nó chính là bọn Warrior. Thằng Warrior và cái thằng Goblin thì tôi đỡ thì đéo được đây. Tôi chết mẹ ơi. Tôi bây giờ tụm lại để đấm với cả bọn Warrior vậy. Tôi nghĩ là thế. Warrior đánh tụm lại bảo vệ con súng này thì ngon hơn. Bảo vệ súng đi. Đứng tụm lại cho Wing nó clear, nó kẻ đường nó chuẩn. Nó kẻ chỉ nó chuẩn đi. Nhớ kẻ đường ke nó chuẩn nhá. Tôi nghĩ là sẽ phải tụm lại đấy. Chứ còn bây giờ mà đứng mà kiểu giải ra là nguy hiểm lắm. Đó
biết có bị chết ở round này không đây này. Bắn vào là tự chết. Được không? Được không bạn ơi? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Có được không? Trả lời một câu. Ê nhưng mà có vẻ như là tôi đấm chết bọn Wario luôn này. À thì cũng được đấy. Ui khá quá nhờ. Khá quá. Khá quá, khá quá. Ui rồi ôi. 19 máu đi không? Ui đi luôn. Được quá nhờ. Khá đấy, khá đấy. Khá đấy. Ôi tôi vẫn chưa biết được anh em nhá. biết đâu đấy bất ngờ, biết đâu đấy bất ngờ. Ờ thế bây giờ con súng với tôi lại có một cái quan điểm nó lại ngược lại vừa nãy anh em ạ. Ờ bây giờ lại chơi được. Chơi được anh em nhá. Súng lại chơi được. Khuyên anh em tốt nhất là anh em nên vào rank, anh em nên thử nhá, thử trải nghiệm. Chứ còn anh em đừng có xem tôi xong anh em đánh giá qua video thì cũng chưa biết ở đâu. Thử đi, thử thử súng nào trải nghiệm liệu có mạnh không. Đấy. Được đấy chứ, được đấy chứ. Được đấy, được đấy. Có vẻ như là có thể là được, có thể là được, có thể là được. Hoặc có thể là không. Đấy, chưa biết. Trận này vớ vẩn lại top 1 thì lại anh em lại đánh giá nó lại đúng. Rồi được rồi, để xem nào. Vấn đề nó là cái món đồ ra 30. Xem nó là cái gì. Búa set 2 chăng? Tôi nghĩ sẽ là một cái búa set 2. Búa set 2 đấy. Ui, đéo có búa set 2 mẹ. Thế thì lấy cái chén nào. Chắc lấy cái chén chống sốc đam anh em ạ. Chén thôi, chén thôi. Lấy chén. Chén thánh giúp cho chống nó bị sốc đam anh em ạ. Chống con súng nó bị sốc đam. Giáp này từ từ. Thôi chưa ép vội. Con súng này nó là cái con gây đam chính của chúng ta. Mà nếu mà nó chết sớm là toang luôn đấy. Bộ này nó chỉ có con súng mà nó là cái con có thể gây đam mà thôi anh em ạ. Thế mà nếu mà cái con súng này mà nó chết sớm thì là không có đam. Chính vì thế là phải có đồ để chống cái con này nó bị chết. Kỹ năng sinh tồn anh em ơi. Khả năng sinh tồn là phải cao. Sinh tồn cho con súng thì sẽ là có thể là giành chiến thắng. Chứ còn con súng này mà nó đéo sinh tồn được thì là chết nha anh em nhá. Ok. Úp lồng ngon không? Ui rồi úp, úp mẹ úp. Hở ra con 7 nó vẫn chém kia. Ui úp như cứt. Ờ được rồi, được rồi, được rồi. Hay quá. Ui úp lần thứ 2 thì lại được. Ờ thì được quá nhờ. Ờ thì ăn rồi. Exit đi rồi. Chứng tỏ cái bộ này nó vẫn đấm bộ Exit được. Exit có 7 rồi. Nhưng mà 71 thì vẫn chưa ăn được anh em ạ. Chắc 72 thì mới có cửa chứ. Chứ còn 71 thì thôi. Mình xin. Bây giờ thì lại tiếp tục ghép được cái này nữa thì ngon quá. Ghép được cái chống hồi máu đấm bọn Goblin. Ơ thế thì là ăn được rồi anh em. Đồ này là ăn được. Không nhá anh em nhá. Cái đồ không có cái đồ chống hồi máu thì còn không ăn được bọn Goblin. Nhưng mà có đồ chống hồi máu thì chúng ta lại không sợ lắm. Ồ được được anh em ơi yên tâm. Anh em tin tôi nhá. Anh em cứ tin ở tôi. Đâu xem là bên này thế nào nào. Ui nó vẫn ăn được. Nhưng mà đấy là vì tôi chưa ghép cái đồ chống hồi máu anh em ạ. Gậy gai bây giờ có rồi thì không sợ đâu. Không sợ Goblin nữa đâu. Mày ra đây, mày ra đây, mày vào đây, mày vào đây. Thử là biết ngay. Thử rao này là biết ngay thôi. Để ơi. Này, Blink ở đây không? Cho một cái lỗ ở đây không? Đón luôn không? Xếp súng lên đón Blink luôn không? Rồi. Không chơi thế được. Đấy, cứ Blink sang đây xong rồi mình đón ở phía dưới này thôi. Có gì đâu. Anh em nhé. Có cái gì đâu. Cứ xuống dưới này xong rồi đón ở phía dưới nữa cũng được mà. Có gì mà phải vội vàng. Đấy, ui, Blink ở đây. Xếp cái lỗ ở đây rồi, mày chết. Dám vào đây cơ. Dám vào đây với chúng tôi, dám vào đây, dám vào đây, dám vào đây. Dám vào đây, dám vào đây. Ui, bắn chết rồi, bắn chết con Velomancer chưa kịp sờ vào con súng thì đã bị lên bảng điểm số. Ui rồi cái tuổi, xin tuổi, xin tuổi luôn. Ui đẩy nhiều này, đẩy nhiều luôn anh em ơi. Tẩy chưa anh em, tẩy chưa. Nó khác nhau lắm. Có gậy gai ăn được luôn. 24 máu đẩy ra vừa rồi. 24 máu có nghĩa là như nào? Có nghĩa là hai round nữa là con game này nó sẽ kết thúc anh em ạ. Ui giời ơi, thế là tôi xong rồi, trò chơi là sắp kết thúc rồi. Anh em ơi, đơn giản quá. Cứ tưởng như nào hóa ra là cái con súng này nó cũng khỏe đấy chứ. Chúng ta đánh giá thấp con súng rồi anh em ạ. Chúng ta đánh giá hơi thấp cái con súng này rồi. Được đấy, xếp cái lỗ ở đây luôn anh em ơi. Blink vào đây, mày Blink. Blink vào đây. Blink vào lỗ này. Dám Blink vào lỗ này không? Dám Blink vào lỗ này không? Blink vào đây, Blink vào đây, Blink vào đây, Blink vào đây. Ờ, đéo dám Blink vào lỗ nữa rồi anh em ạ. Blink ngược sang bên kia. Biết ngay, làm gì dám Blink vào bên này. Ok.
nào bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ăn hộ, ăn hộ, ăn hộ, ăn hộ. Ăn hộ cái, ăn hộ cái. Đứng im đến chết bạn ơi. Ok, ok, ok. Có vẻ không ổn. Có vẻ không ổn. Được không? Ăn nổi không? Chói nó. Rao này có vẻ đẩy không được nhiều máu lắm nhở. Cũng ghê nhưng mà không nhiều bằng vừa nãy. 15 máu thôi cũng được. Thế thì sống thêm rao nữa vậy. Ui rồi, cũng chỉ là kéo dài thời gian để cho bạn trải nghiệm thôi. Kéo dài thời gian cho địch thủ trải nghiệm thôi anh em ơi. Biết thế nào là Goliath súng. Chứ còn bây giờ ấy thì chắc là đồ hàng rồi. Chắc là... ui. Cái đéo ở đấy. Velomancer 3 sao ạ. Ui thế thôi, tôi mới là người đồ hàng. Xin lỗi nhá. Ảo thế nhờ. Cười sớm quá. Mẹ cái con này lên 3 sao thì đỡ thế đéo được. Mặc đây là nó kẹp Kira đấy chứ đâu phải là Velomancer vớ vẩn đâu. Kẹp Kira vào. Ui mẹ ơi, thằng này nó còn khôn cơ. Chết tôi rồi, đéo phải rồi anh em ơi. Thằng này nó biết chơi điện tử anh em ạ. Thằng này nó biết chơi điện tử. Nó bỏ cái bộ Goblin đi, nó chuyển sang bộ bộ đỏ à, 6 đỏ. Ui thế thì đánh thế đéo được. Ờ vẫn đánh được này. Vẫn đấm được. Vẫn đấm được. Ui. Ui vẫn chưa được, vẫn chưa được. À, vẫn ăn được, ăn được. Vẫn ăn được bạn ơi. Ui giời, tưởng thế nào về làm màn sờ 3. Chập bằng mắt muỗi, rồi muỗi thôi, rồi muỗi thôi. Rồi muỗi thôi. Muỗi thôi nhưng mà nếu mà sáu đỏ thế nào nhỉ? Tôi hình như tôi vẫn đang nhìn thấy là có vẻ như nó giống như là nó đang chuyển, có ý định chuyển sang sáu đỏ thì phải. Có phải không? Có phải là nó mua con heo, sau đó nó mua thêm cả con Bad Omen thì có khi nào là nó vẫn chơi Goblin kẹp hai con đỏ vào, hay là nó chơi hẳn chuyển sang sáu đỏ nhỉ? Sáu đỏ kết hợp với cả ui hình như là như thế đấy anh em ạ. Ui ôi, nó sáu đỏ nó bỏ Goblin đi rồi. Thằng này nó khôn quá anh em ơi. Mẹ ơi, sáu đỏ mà kết hợp với cả cái con Velom có Kira này thì mẹ máu đang đến tết mới chết anh em ơi. Mới chết tôi rồi. Thằng này nó biết chơi điện tử anh em ơi. Đối thủ biết chơi. không phải là gà rồi. Không chăn dắt được trận này rồi. Thôi chết mẹ, thôi chết rồi. Khó rồi anh em ạ. Chống vậy gậy như ý hai chống hồi máu nhưng mà không ăn thua. Tôi thấy cái trận này có vẻ như là không ăn thua rồi anh em ạ. Thằng này nó chuyển nó sáu đỏ thì tôi bắn gãy mẹ nó cung luôn, không mất máu chứ. Thật sự là như thế luôn. Nhưng mà có một cái quan trọng hơn nữa, đấy chính là cái con Bad Omen ấy anh em ạ. Con này nó counter cái bộ Greater vãi đái luôn. Tức là úp lồng rồi vẫn gây đam được ấy. Khi mà úp lồng rồi thì vẫn bị đốt anh em ạ. Thôi xong rồi, thế này thì đơ thì đéo được. Khó quá. Ui, anh em nhìn nó vả kìa. Đéo ăn thua, đúng thật luôn. Bọn đỏ lấy kinh nó đi luôn không nhở? Chắc là vẫn chưa đi đâu, nhưng mà thế này thì lại chờ chết à? Đỡ thế nào được đây? Ui, anh em có giải pháp gì không? Anh em xem kênh có giải pháp gì không? Anh em có giải pháp gì gợi ý cho tôi, anh em comment em nhá. Cay đợt quả này thì tôi bó tay luôn rồi. Bây giờ tôi chịu đấy, tôi không biết làm nào cả. Bây giờ cái vấn đề ở đây là cái bộ gót đỏ này này, à, không phải gót đỏ mà là đỏ kẹp Kira này này, thì nó counter vào cái bộ này. Cái quan trọng là khi mà chúng ta úp lồng được thì chúng ta vẫn, nó vẫn gây được đam bằng cái việc là thứ nhất là nó đốt bằng cái của cái bọn nhà tiên tri ấy. Cái tộc tiên tri nó đốt anh em ạ. Nó đốt máu. Thôi chết rồi. Đứng một chỗ chả làm gì cũng vẫn chết ấy. Chứ đừng có nói Velomancer này thì kể cả nó có không đấm được thì tôi vẫn thua. Ờ được không? Đấm được con Velom này. Ờ vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội. Được đấy. Được đấy. Được đấy. Gậy như ý đã phát huy được hiệu quả của nó anh em ạ. Nhưng mà tôi cũng không rõ là cái round sau nó sẽ thế nào đâu. Ui mẹ ơi, nhìn kìa. Chết rồi. Thế nào bây giờ? Ui bây giờ tôi vẫn chưa đủ tiền. Tôi vẫn chưa đủ tiền để up cấp đây này. Tôi hiện tại tôi vẫn chưa đủ tiền up cấp. Hiện
tại vẫn chưa đủ tiền để up lên cấp 10. Mày cày thế nhở anh em ơi, 45 tiền mới đủ, bây giờ bán chưa đủ tiền lên 10 anh em ạ. Không kẹp được thêm một con Agly nữa vào rồi, thôi xong rồi, round này không biết thế nào đây, hên xui. Ui, trông con súng kìa, nó bắn vào cái con nào kia thì chết tôi rồi, nó lại bắn ở phía trên, bắn ở dưới, đúng rồi đúng rồi. Ui súng bị bớ rồi, thôi xong rồi, thua cày thế nhờ. Mà nói chung là nó biết chơi quá, thằng này nó chuyển sang 6 đỏ tôi chịu thôi, 6 đỏ counter vào Glitter anh em ạ, bộ 6 đỏ counter Glitter. Ui giời, nhưng mà thôi không sao anh em ạ, có cái trải nghiệm cho anh em thế là cũng được rồi. Anh em nhá, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi clip này. Và tôi hy vọng nó sẽ mang đến những cái giá trị về mặt giải trí cho anh em nhá anh em nhá. Rất hy vọng là các anh em sẽ ủng hộ tôi bằng việc là like, có cái nút like và nút share để anh em có thể giúp tôi like share. Cũng như là các anh em mà chưa đăng ký kênh có thể đăng ký, ấn nút đăng ký để theo dõi thêm những clip tiếp theo anh em nhá. Mà tôi cũng phải xin đính chính lại một chút là cái con súng ấy thì tôi cũng chưa biết đánh giá là nó là con có thể chơi được hay không chơi được đâu anh em ạ. Tôi thấy cái trận này tôi vẫn là chơi được. Đấy, còn anh em thì thế nào thì anh em có thể trải nghiệm và sau đó anh em confirm lại, comment lại cho tôi nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.